Lê Dương Bảo Lâm bị khán giả đòi tẩy chay khi bị tố dàn dựng quay clip làm từ thiện để PR tên tuổi. Tưởng chừng là phát tâm làm từ thiện, nhưng ngay sau đó Lê Dương Bảo Lâm lại bị khán giả chỉ trích vì tất cả đều là dàn dựng mà thôi. Liên quan đến việc Lê Dương Bảo Lâm bị hai đối tượng thanh niên đe dọa khi phát cơm từ thiện trước cổng bệnh viện Ung Bướu ngày hôm qua, nhiều người bày tỏ sự thất vọng với nam diễn viên khi nhiều tình tiết trong đoạn clip được cho là dàn dựng đánh bóng tên tuổi. Theo như đưa tin của báo, phóng viên đã đến tận hiện trường ngày hôm qua và phỏng vấn những người xung quanh. Và thật bất ngờ, chính những chứng kiến sự việc đã tố Lê Dương Bảo Lâm là người đứng sau đoạn clip gây tranh cãi đó. Đoạn clip Lê Dương Bảo Lâm cùng người thân bị hai đối tượng đe dọa khi phát cơm từ thiện trước cổng bệnh viện. Sau khi đoạn clip được phát tán, cộng đồng mạng vô cùng bức xúc trước hành động của hai thanh niên. Tuy nhiên, nhiều người cũng chỉ ra rằng đây chỉ là chiêu trò PR của nam diễn viên hài mà thôi. Thời điểm này, tôi thấy có người đến phát cơm từ thiện, người dân nghèo cũng tập trung đông để nhận. Trong lúc phát cơm thì có hai thanh niên bịt mặt đi xe máy tới xô đẩy, không cho nam thanh niên áo trắng phát cơm. Thấy có đánh nhau, tôi vội chạy tới can thì bọn họ bảo đang diễn để quay phim chú ơi. Tôi thấy có một số người đứng bên cạnh cầm điện thoại giơ lên quay phim chụp ảnh gì đó. Tôi cũng bất ngờ vì có biết gì đâu, tưởng đánh nhau thật nên mới vào can, bác xe ôm chia sẻ. Nhiều khán giả để lại bình luận đòi tẩy chay Lê Dương Bảo Lâm vì hành động PR trá hình của mình. Cái vụ này là diễn nhé, trước giờ những ai đi phát cơm miễn phí ở đây thì chưa bao giờ bị gây khó khăn cả. Nếu nó đánh thì Lê Dương Bảo Lâm này không có đường mà về luôn. Chứ ai đánh mà như phủi bụi vậy phải không? Thằng này bán hàng online nên anh em cẩn thận kẻo bị dắt mũi đó. Hôm qua có bạn comment kêu nghi dàn dựng thì bị máy thánh vào chửi không kịp vuốt mặt. Hôm nay hy vọng bạn đó đọc được bài viết này. Mặc dù chưa rõ nguyên nhân và nhân vật chính trong sự việc lên tiếng, nhưng thời gian gần đây, Lê Dương Bảo Lâm thường xuyên bị ném đá trên các diễn đàn mạng. Nổi tiếng nhờ khả năng diễn hài, nhưng Lê Dương Bảo Lâm lại khiến nhiều người ngán ngẩm khi thường xuyên PR kem trộn, ăn nói kém duyên và những trò lầm lố của mình khi livestream bán hàng.